của Bias. So back to what I was saying. sĩ Nguyễn Hồng Nhung nhận lỗi về scandal ảnh nóng trên đồng năm xưa, cho biết bị bạn trai đánh nhập viện. Cô cho biết, tôi không thể đạp lên dư luận mà sống được bởi chính khán giả là người quyết định con đường nghệ thuật của mình có lâu dài hay không. Nguyễn Hồng Nhung là ca sĩ nổi tiếng từ chương trình Sao Mai Tiệm Hẹn nơi mà hàng loạt giọng ca Việt trở nên thành danh như Tùng Dương, Ca Sìm Hoàng Vũ, Ngọc Khuê, Ca Thái Sơn, Mỹ Dung. Dòng ca sinh năm 1981 đã lọt top 5 đêm chung kết xếp hàng, có sự nghiệp rộng mở. Tuy nhiên sau scandal ảnh nóng với bạn trai nữ ca sĩ đã sang Mỹ định cư từ năm 2005. Mới đây, trong chương trình Nhà có khách Nguyễn Hồng Nhung đã có những trải lòng cùng với Thúy Nga về scandal năm xưa. Cô cho biết bản thân không bao giờ muốn nghĩ tới nhưng lại là điều mọi người sẽ chỉ nhớ đến khi nhắc về mình. Tốt năm sau mai điểm mẹ trải lòng. Không ai mong muốn điều đó nhưng nó đã xảy ra với cuộc đời mình và khiến mình trưởng thành hơn. Vì tin người đàn ông trong tình yêu, họ lớn hơn mình nhiều tuổi, họ áp đảo thao túng tâm lý của mình, dùng hình ảnh đó tung lên mạng làm nhục để điều khiển cuộc sống của mình. Khi đó tôi quyết định chấp nhận cho họ tung lên như vậy để mình được tự do, bởi cuộc sống mà cứ suốt ngày bị đánh đập như thế thì mình không thể sống được. Có những lúc bị đánh đến nhập viện nhưng tôi cũng không dám cho bố mẹ biết. Khi tôi thi sao mai, người đó gây áp lực rất lớn. Họ nói nếu thích làm ngôi sao, thích nổi tiếng thì họ sẽ cho nổi tiếng luôn và đã làm điều đó. Nữ ca sĩ cũng cho hay khi scandal xảy ra gia đình không đóng vai trò giúp cô vực dậy mà chính bản thân mình phải làm điều đó. Cô cho rằng khi mình bị điều gì đó đã đủ khiến gia đình đau khổ nên bản thân phải có trách nhiệm với chính mình. Với Nguyễn Hồng Nhung, chuyện đó xảy ra với một người con gái mới lớn là điều quá khủng khiếp, lại là nghệ sĩ mà để xảy ra như vậy. Bố mẹ cô khi đó ở xa không thể gặp con ngay được. dư luận lúc đó chia làm hai chiều, một bên cho rằng cô là nạn nhân, một bên không chấp nhận và có thành kiến. Cô không đổ lỗi cho ai, không trách móc ai mà chỉ trách bản thân đã tin nhầm người. Tôi tự nhận lỗi về mình và phải có trách nhiệm với gia đình, làm sao để tự đứng lên lại được. Tôi không thể đạp lên dư luận mà giống được bởi chính khán giả là người quyết định con đường nghệ thuật của mình có lông dài hay không. Nhưng mình phải chứng minh cho họ thấy mình làm việc một cách thành tâm, không phải dừng lên scandal để nổi tiếng. Khi đó, tôi chỉ có một niềm tin duy nhất là phải hoạt động nghệ thuật một cách chân chính, lao động hang say. Mọi người bảo tôi nghỉ lực nhưng tôi lại thấy nhờ trải qua vấp ngã rồi đứng lên. Dù sai hay đúng thì đó là cuộc đời của mình nên không thể nào đổ lỗi cho bất kỳ ai. Mình phải có trách nhiệm với nó và sống như thế nào để lấy lại niềm tin của gia đình, khán giả. Nhưng điều quan trọng nhất là phải vượt qua chính bản thân mình. Khi đó tôi mới chỉ là cô gái 22 tuổi mà thôi. Mỗi năm trôi qua, mỗi một sự việc xảy ra sẽ khiến mình thành một con người khác, nữ ca sĩ bộc bạch.